Đây là giờ thánh nhạc Dân Chúa Đời Con do một nhóm anh chị em Hằng Tha Thiết với Thánh Ca thực hiện dưới sự linh hướng của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Chương trình được phát hình trên băng tần 57.3 của đài VNA-TV vào mỗi Chủ nhật lúc 9:30 tối. Và chương trình Dân Chúa Đời Con Radio cũng được phát thanh trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa vào lúc 8:30 mỗi tối thứ ba. Kim Thúy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta hôm nay được bảo trợ bởi chợ Tam Biên và ông bà bác sĩ Thomas Trọng Võ. Xin cảm ơn chợ Tam Biên và ông bà bác sĩ Thomas Trọng Võ đã ưu ái nâng đỡ chúng tôi một cách rất thiết thực. Và kính thưa quý vị, lễ lá đánh dấu cho chúng ta biết chúng ta đang bắt đầu những ngày cao điểm của mùa chay. Với lễ lá, chúng ta bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của năm phụng vụ gọi là tuần thánh. Trong tuần thánh, chúng ta cử hành cuộc khổ nạn, sự chết và nhất là sự phục sinh của Chúa Giêsu đấng cứu thế. Dầu trò với cái nhìn chính trị, xã hội dưới con mắt người đời thời Chúa Giêsu, việc Chúa vào thành Jerusalem để mừng lễ vượt qua là một việc có tính cách chính trị, vì đế quốc Roma đang cai trị và Herode đang làm vua. Nhưng Chúa Giêsu, người biết rõ việc người làm. Ngài là vua và nước của Ngài không thuộc về thế gian này. Để mở đầu cho chương trình Thánh Ca hôm nay, Kim Thúy mời quý vị cùng hiệp ý với các anh chị nhóm Dân Chúa Đời Con trong nhạc phẩm Tâm Tình Ca 4, một sáng tác của Linh Mục Thành Tâm. Kim Thúy mời quý vị sau đây. Chiều nào trời khuya hoang vắng, núi cây dầu buồn đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thưa quý vị, Chúa Nhật lễ lá nhắc cho chúng ta biết sống trên đời là đối đầu với đau khổ, vì lễ lá dẫn đưa chúng ta vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, chuẩn bị cho chúng ta chiêm ngắm cái chết đau thương của Người trên đồi Can-vê. Khi chấp nhận bằng lòng vác thập giá mình mà theo chân Chúa Giêsu, đó là chúng ta cũng chia sẻ gánh nặng của Người, noi gương Người để vác thập giá. Nhưng điều quan trọng là không phải vác đi trong than khóc mà trong hy vọng. Vì với Chúa Giêsu, đau khổ và chết chóc không dồn con người vào ngõ bí mà là dẫn đưa đến vinh quang của Ngài sống lại. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Lời Vọng Tình Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Vi Hạ do Kim Phượng trình bày. Thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng mong có mặt bên người thân của mình trong những khoảnh khắc cuối cùng của người ấy. Dù là một bệnh nhân đang hấp hối trên giường hay là một tử tội đang bị dẫn độ ra trường bắn, đó bao giờ cũng là một khoảnh khắc hết sức thiêng liêng, một khoảnh khắc mầu nhiệm. Người thân của chúng ta đang kinh nghiệm nỗi chết. Kinh nghiệm này trong giây phút này là của riêng người ấy, thuộc về một mình người ấy mà thôi. Dù ta đứng đó thiết tha muốn san sẻ, nhưng hiểu rằng mình không thể nào san sẻ được. Ta đứng đó như để cho người thân mình vơi bớt nỗi cô đơn, nhưng kỳ thực là để nhìn ngắm nỗi cô đơn được người thân mình một mình uống cạn. Ta đứng đó lặng nhìn Chúa Giêsu đã chết vì yêu ta. Trong tâm tình này, Kim Thúy xin quý vị đừng rời màn hình. Ngay sau phần thông tin thương mại, chúng ta hãy cùng chị Thùy Linh chiêm niệm cuộc khổ nạn của Chúa qua ít hình ảnh của cộng đoàn Tam Biên trong đêm thứ 6 tuần thánh năm vừa qua.
Trở lại với chương trình Thánh Ca Dâng Chúa Đời Con hôm nay, Kim Thúy mời quý vị theo dõi ít hình ảnh của Cộng đoàn Tam Biên trong đêm thứ 6 tuần Thánh năm vừa qua. Khiêng kiệu để tang xác Chúa theo cái tục lệ ngày xưa, mà các hội đoàn thì người làm cái nọ, người làm cái kia, mỗi người làm một việc. Chúng tôi thì nhiệm vụ khiêng Chúa, tang xác và những người khác họ làm việc khác. Đó là công đoàn chúng tôi rất là hợp tác với nhau, làm đâu ra đấy hết, vui vẻ lắm. Và cảm ơn cô nhé, cảm ơn đại Dân Chúa Lời Con nhé. Dạ thưa, như hàng năm cộng đoàn chúng tôi cũng tổ chức ngày Nhật, Tam Nhật cho cộng đoàn. Nên chúng tôi có mặt đây từ hồi buổi trưa và bắt đầu đọc kinh, cầu nguyện. Và sau đó thì làm lễ tán xác và làm lễ chúng tôi là hôn chân Chúa. Và bây giờ là làm lễ tán xác, đó là nghi thức của hàng năm của cộng đoàn chúng tôi. Và chúng tôi rất là hạnh phúc và hân hoan để mà nhận được những cái ơn phước của cái ngày hôm của Tam Nhật Thánh của tuần lễ mùa Phục Sinh. Mỗi một năm thì giáo xứ nhà tòa chính tòa đều tổ chức lại cái cuộc tưởng niệm
vì Chúa chịu chết và đóng đanh. Đây là một nghi thức rất là quan trọng trong gọi là tam giao vượt qua của đạo Công giáo và diễn tả lại cái sự chết của Chúa Giêsu. Do đó là giáo xứ có truyền thống là ghi lại những cái hình ảnh này, và chúng tôi là những người gốc Việt Nam nên là giữ được cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, những bộ khăn tang này để giống như là diễn tả lại mà cái sự chết của Chúa Giêsu. Hảo này hai thầy được Chúa Giêsu xuống. Cùng lấy cánh tay mình mà đỡ lấy. Đồ án thao lành hai chân mà đem Đức Chúa Giêsu xuống. Chan hòa chỉ vì Ngài muốn cứu chuộc ta. Con đường thập tự vác trên vai, con đường khổ sâu lắm trông gai, thì nay xin bước theo chân Ngài, truyền giao chân lý cho ngàn dân. Đến mang xác thân phàm trần, Ngài đến tha thứ cho tội nhân, Ngài đến mang mến thương ngột ngàn, dẹp sạch ngôi trước của Satan. Giờ đây xin mến chào đến toàn thể quý anh chị em đang xem Dân Chúa Đời Con. Hôm nay con tên là cha Phạm Quốc Tuấn Christopher. Hôm nay cùng với tất cả giáo hội chúng ta trong đêm tiếp trọng, và đặc biệt giáo sư chúng con là nhà thờ Chánh Tòa Chúa Kitô cũng đang cử hành nghi thức gọi là ngắm đàn thánh giá kiệu Chúa, rồi bây giờ là đang đi hôn chân Chúa. Đặc biệt hôm nay chúng ta thấy đây là một đêm trọng đại mà toàn thể người Công giáo trên toàn thế giới đều nhìn về
tình thương của Thiên Chúa, đó là qua Đức Giêsu Kitô mà Ngài đã đến trần gian và Ngài đã chịu đau khổ, chịu chết trên cây thánh giá bởi vì yêu thương loài người, và Ngài cũng ban hy vọng cho tất cả những ai tin vào Ngài. Vậy cùng với toàn thể giáo hội trên toàn thế giới, chúng ta hãy cảm đổi ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương, Chúa đã chết và đổ máu ra để cứu chuộc chúng ta. Ngoài ra chúng ta cũng thấy tất cả các anh chị em đang đến hôn Chúa thì ai ai cũng đeo chiếc khăn tang trên đầu mình. Đây là phong tục của người Việt Nam chúng ta. Chúng ta được biết khi mà các nhà đạo sĩ từ những nhà truyền giáo đến đất nước Việt Nam vào thế kỷ thứ 17 thì truyền đạo cho chúng ta, nhưng mà đây là cái phong tục của chúng ta. Và đặc biệt chúng ta được biết những người, một người thân yêu trong gia đình ra đi thì chúng ta thường đeo tang. Hôm nay người Công giáo cũng đeo tang cho Chúa, tức là khóc vì Chúa đã chết, Chúa đã yêu thương loài người, cũng đeo tang để nói lên được cái lòng hiếu thảo của người con đối với người cha thân yêu. Mà nhất là người Công giáo, chúng con đây đeo những khăn tang này để đáp lại đền tình thương của Chúa đã đổ máu và chết vì tội chúng con. Bởi vì chúng con đến để mang chiếc khăn tang này để tạ ơn và đền ơn những gì mà Chúa đã làm cho loài người. Vậy một lần nữa, xin Thiên Chúa chúc lành cách riêng cho tất cả chúng ta và cho chúng ta được ơn cứu độ bình an của Đức Kitô, nhất là trong mùa phục sinh này được tràn đầy ơn lành của Chúa và được sống lại với Ngài. Quý vị, chương trình của chúng ta xin được tạm ngừng nơi đây. Xin cảm tạ quý vị đã theo dõi và cảm tạ quý cơ sở thương mại, nhất là cơ sở chợ Tam Biên và ông bà bác sĩ Trọng Võ đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện giờ thánh ca này. Kim Thúy xin kính chúc quý vị một đêm an lành và một tuần lễ thật thánh thiện, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dâng Chúa Đời Con vào tuần sau.